thấy là vàng nó đi nè, tâm đi nha, đi được 4 lần hết sạch luôn á. Hello, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đặt mặt sẽ một lần một lần nhé, mọi người cùng xem. 4 lần đó, từ 4 lần đi lần hết sạch cái này luôn. Khá như mù đá đó đó, ẩn mà giống như mù đá luôn, cứng luôn rồi. Bây giờ mình đi tuần 1 đó hả? Dạ. 5 ngày đi được, mà đi sớm cho nó hết sớm, mình nghỉ cho nó khỏe luôn á. Bữa hôm cô xuống nè đó, nó làm luôn. Nè mừng nó thì gì đánh cây luôn được, không bao thuốc mình được. Có thuốc mình cô bao xíu rồi không? Vậy lấy thuốc mình cô bao. Ừ, bao đêm hay đêm tháo mừng đi. Mùa ẩn bao đen có cô chứ mắt mình đánh cây bình thường. Chứ mình đi tiếp. Mà không thấy lên mùng thì thấy hết cái hết luôn là do cái mùng trước đây. Vẫn cái đám cây bình thường. Dễ khỏe, không có giấu chi hết. Cứu nạn dương về thấy đỡ mà. Con nạn chị Phượng gì thấy thăm 4 ngày nó luôn gì luôn này. Mùa nó thường tháng không có thăm luôn nữa nè. Mùa trém nữa nó không có thăm luôn. Mình thử gì đây, mẹ là tháng bình thường đó. Mình là xuống nhất nó không có thăm luôn. Có miệng chứ. Chạm lấy xuống thổi đấy hả? Không, chạm lấy lại thử. Không, cứ mới bấm cái lầu số không biết. Dạ. Bữa mới điền được qua đó hả? Ừ, nó kẹt. Rồi lấy do mòn rồi chứ bữa nó cũng có điền đâu qua đó. Mới điện 4 con cục mày bấm máy bằng máy để ý tìm hết điện bình thường mà nó mòn bị chi rồi đó. Chạp lưu là thử mình nhớ rồi, nó mới có điện chạp lưu số này cho nó chép đi. Gần này một lần là thấy cái gió nó mảm rồi liền luôn. Cái hộp như mụn đá nè, trắng tinh bừ trong bây giờ. Rồi về rửa mặt nữa lắm. Rồi một nhóm nhóm nhóm. Nó to đi mà. Không có miệng này chứ, nó đòi xin máu.
cầu hình dung thì đừng có gửi cái này nền cầu ra đó cho nó hoàn quả cho nó tráng. Mình đi y nền như là máng bình thường không có thăm. Chọc xuống đây nè, nên tay chọc nó ra má rồi sao? Mưa lúc cái này nhiều cái hang dĩa rồi, cái hang có mát không?